Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiết lộ Honda CBR 600RR 2021 dự kiến sẽ có công suất là từ 115 đến 120 mã lực. Honda Nhật Bản đã chính thức giới thiệu cái phiên bản mới CBR 600RR 2021 thời mới nhất, tạo ra một cái tiếng vang rất lớn trong ngành công nghiệp xe máy hiện nay. Bởi vì vậy, cái mẫu xe này đã bị biến mất trên thị trường một khoảng thời gian rất dài. Sự trở lại lần này sẽ nhận được hưởng ứng nồng nhiệt từ giới mộ điệu. Nếu nhìn vào những đối thủ cạnh tranh hiện nay của cái chiếc CBR 600RR 2021, sẽ không khỏi tránh những cái tên nổi tiếng đến từ các hãng Nhật Bản, chẳng hạn như Yamaha R6 2020, Kawasaki Ninja ZX6R 2020. Nhưng đây là cái chiếc Super Sport 600 khối với rất nhiều đặc điểm khác biệt. Honda CBR 600RR 2021 được tiết lộ thông tin sơ bộ đã tạo ra cái hiệu suất khá cao, nhưng đồng thời khả năng điều khiển cũng rất dễ dàng, cùng với một những cái tính năng hoạt động cực cao. Và tất nhiên, nói về một cái chiếc Super Sport này, điều quan tâm hàng đầu của rất nhiều anh em chắc chắn là công suất mã lực. Được biết, cái phiên bản CBR 600RR trước đó chỉ tạo ra công suất mã lực cao nhất là 105 HP. Nhưng có những thông tin cho rằng cái phiên bản mới cho năm 2021 sẽ có phần mã lực tối đa lên tới là 115-120 HP. Trong khi các khẩu cạnh tranh hiện nay, chẳng hạn như EZR6 2020 là chỉ có 116.7 HP, còn như cái chiếc ZX6R 2020 vượt trội hơn lên tới 130 HP, hay cái phiên bản ZX-R600 với cái công suất là 124 HP. Tuy nhiên, hãy đợi thêm vài ngày nữa, chúng ta sẽ biết những thông tin kỹ thuật chính xác nhất và chi tiết của cái chiếc CBR 600RR 2021 thời mới nhất sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 8 năm 2020 với cái sự ra mắt đầu tiên là tại quê nhà Nhật Bản. Kawasaki Z900 lên một cái tông màu lạ cùng với dàn đồ chơi siêu khủng. Kawasaki Z900 là một trong những cái bản kế nhiệm hoàn hảo của người tiền nhiệm Z800, được nâng cấp cái phần động cơ cũng như cái diện mạo bên ngoài đẹp hơn. Nó thực sự là một lựa chọn hợp với những tay đam mê phân khối lớn nhưng thường xuyên phải ứng dụng trong thành phố. Khi thuộc sở hữu một biker nước bạn thì cái chú tê giác của nhà Kawa hôm nay trở nên hấp dẫn hơn với một cái tông màu lạ đi cùng với những món đồ chơi hàng hiệu. Mặc dù thay đổi theo cái hệ là Z900 vẫn giữ được cái nét độc tôn của thiết kế Tsukumi Nhật Bản, hiệu ứng là ánh sáng rất tốt, bộ đèn LED thay thế, đầu đèn trở nên hung dữ hơn với kính gió Piston, cái cụm hình Rainbow A19, cái cụm cồn Acosto, bình dòng đẹp nhanh Rizuma, tay lái Rakuda Dashit, chính gù CAC Andros. Hệ thống cái màu sơn được sửa đổi rất nhiều, chiếc gam màu nâu có thể chuyển màu theo từng góc nhìn, đem lại cái sự hấp dẫn riêng cho cái bản nâng cấp hôm nay. Bên cạnh đó, chèn chân cũng được thay đổi đôi chút nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng, như ở trước được thay đổi của Rainbow Chuột AX, mâm sau của lại NK Ninja ZX-MR 6 inch có kích thước lớn hơn cái phần tiêu chuẩn, đem lại cái sự ổn định cho bộ khuôn. Cái giảm tốc sau là từ Hoalin TX. Hệ thống ống xả cũng được cung cấp hoàn hảo hơn với đợt Selenium ST Protect Fiber S1. Ngoài ra, bản độ còn được vuốt đuôi thương hiệu tính từ NIC. Và giá của Kawasaki Z900 cái bản năm 2019 đang bán Việt Nam dịch ở mức là 288 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.